Thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Tính đến, đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, huyện Suy Mộc số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 10.040, số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 8.722, số đối tượng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 6.437, số đối tượng chi trả. 6.437 với số tiền 7 tỷ 346 triệu 540 000 đồng, đạt tỷ lệ 100%. Huy Long Điền, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 5.879, số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 4.478, Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 4.478, số đối tượng chi trả 4.478 với số tiền 6 tỷ 03 triệu 320.000 đồng đạt tỷ lệ 100%. Thành phố Bà Rịa, số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 16.872. Số đối tượng đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 15.524. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 14.826. Số đối tượng chi trả 14.728 với số tiền 22.925.710.000 đồng đạt tỷ lệ 99,34%. Huyện Châu Đức, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 15.435. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 14.245. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 12.941. Số đối tượng chi trả 12.658 với số tiền 12 tỷ 251 triệu 040 000 đồng đạt tỷ lệ 97,81%. Thị xã Phú Mỹ, số đối tượng thị xã đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 11.369. Số đối tượng đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 9.477. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 9.471. Số đối tượng chi trả 8.821 với số tiền 9 tỷ 934 triệu 230 000 đồng, đạt tỷ lệ 93,14% huyện Đức Đỏ. Số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 6.801. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 6.457. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 5.085. Số đối tượng chi trả 4.713 với số tiền 6 tỷ 428 triệu 517 000 đồng, đạt tỷ lệ 92,68%. Huyện Côn Đảo, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 3.920, số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 3.228, số đối tượng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 3.228, số đối tượng chi trả 2.887 với số tiền 5 tỷ 301 triệu 410 000 đồng, đạt tỷ lệ 89,44%. Thành phố Dũng Tàu, số đối tượng thành phố đã gửi về sở lao động thương binh xã hội 29.452 số đối tượng đủ điều kiện sở lao động thương binh xã hội đã trình ủy ban nhân dân tỉnh 21.084 số đối tượng ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 19.748 số đối tượng chi trả 15.920 với số tiền 20 tỷ 904.970.000 đồng đạt tỷ lệ 80,62% tổng số đối tượng Số đối tượng các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 99.768. Số đối tượng đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 83.215. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 76.214. Số đối tượng chi trả 70.642, đạt tỷ lệ 92,69%. Như vậy tính đến ngày 15 tháng 8, tỉnh đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau: Số các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội là 137 tỷ 270 triệu 424.000 đồng. Số Sở Lao động Thương binh Xã hội trình Ủy với nhân dân tỉnh là 110 tỷ 001 triệu 380.000 đồng. Số Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt là 100 tỷ 210 triệu 410.000 đồng. Toàn tỉnh đã chi trả được là 91 tỷ 095 triệu 737.000 đồng, đạt tỷ lệ 90,9%.